xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, tiến hóa Mega, cơ chế chiến đấu được giới thiệu lần đầu trong Pokemon XY. Nó đã tạo ra một tiếng vang lớn ở thời điểm đó. Đến tận thời điểm hiện tại, nó vẫn là cơ chế được fan hâm mộ thích nhất. Để hiểu một cách đơn giản, tiến hóa Mega là một hình thức tiến hóa mới. Khi muốn liên kết giữa trainer và Pokemon đủ mạnh, họ có thể kích hoạt sức mạnh từ đá Mega thông qua Keystone. Từ đó, Pokemon sẽ đạt được trạng thái Mega. Khi này, hình dạng của Pokemon thay đổi rất nhiều, thậm chí là cả đặc tính, lẫn hệ của nó đều thay đổi, thường là theo hướng tích cực. Chính vì thế, chúng trở thành những Pokemon vô cùng mạnh. Không biết là toàn bộ Pokemon có thể tiến hóa Mega hay không, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, có 46 Pokemon có thể tiến hóa Mega và 48 hình dạng Mega được giới thiệu. Còn số này có thể tăng nếu hai bản X và Y được remake. Vậy, trong 48 hình dạng Mega đó, anh em nghĩ đâu là hình dạng mạnh nhất? Pokemon nào hữu dụng nhất, mạnh nhất trong chiến đấu? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 10 Mega Pokemon mạnh nhất nhé. Lưu ý, trong danh sách ngày hôm nay sẽ không có mặt của các Pokemon huyền thoại cũng như huyền ảo, vì như thế nó chả công bằng một chút nào cả. Và sự xuất hiện theo thứ tự cũng không thể hiện sự mạnh yếu của chúng. Đơn giản, chỉ là 10 Pokemon Mega mà theo tôi là mạnh nhất thôi. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với mở đầu danh sách ngày hôm nay. Chúng ta có con cưng Charizard, Pokemon khởi đầu của thế hệ 1. Trong thế hệ 6, khi lần đầu Mega được giới thiệu, cha cũng nhanh chóng có cho mình sức mạnh của Mega. Không những thế, nó còn có tới hai biến thể Mega, đó là X và Y. Tùy vào bản game bạn chọn mà Charizard sẽ tiến hóa như thế nào. Và trong một bản game, người chơi cũng không thể cùng lúc sở hữu hai loại đá Mega của Charizard. Trong hai hình dạng Mega của cha thì hình dạng luôn được đánh giá cao hơn và theo tôi là mạnh hơn, đó là Charizard Y. Khi lên Mega Y, sức mạnh của Charizard gần như được gia tăng lên mức cực hạn. Hệ của nó vẫn là lửa va bay, nhưng bên trong nó đã khác. Tốc độ thì vẫn rất cao, là 100, với SP attack lên đến 159, nên tất nhiên khả năng gây sát thương của nó rất khủng khiếp. Đặc biệt, đặc tính đã đổi thành drought hay hạn hán. Mỗi khi ra sân, nó sẽ tạo ra thời tiết nắng trời trong 5 lượt. Hiệu ứng của nắng trời thì rất nhiều, nhưng có hai điểm mà cha được hưởng lợi nhiều nhất. Đầu tiên là khi có nắng, sát thương của các chiêu thức hệ lửa sẽ được gia tăng thêm 50%. Kết hợp với cái SP attack rất cao như đã nói ở trên thì một đòn phun lửa bình thường cũng chắc chắn là cực kỳ thốn. Thứ hai là trong nắng, sát thương của các chiêu thức hệ nước, một điểm yếu chí mạng của các Pokemon hệ lửa, sẽ bị giảm 50%, nên thực sự là nó cũng chẳng có gì phải sợ các Pokemon hệ nước cả. Chưa kể, Charizard còn có thể học được Solar Power. Trong nắng, nó cũng thoải mái spam chiêu thức này, bắn cho đến khi nào bọn Pokemon hệ nước chết hết thì thôi. Một Pokemon có tốc cao, đam to, có khả năng tự gọi nắng để tự chơi, tự gánh team hoặc hỗ trợ cho đồng đội. Phải nói rằng, Mega Charizard Y là một Pokemon vô cùng mạnh. Mega Alakazam. Alakazam là một Pokemon được đánh giá rất cao trong thế hệ 1 vì nó mang hệ siêu linh, mang sức mạnh của thần mà. Sau này, khi hệ Dark xuất hiện, Pokemon này bị giảm độ bá đi khá nhiều. Và khi tiến hóa Mega xuất hiện, nó một lần nữa lên mây khi bản thân nó cũng có thể tiến hóa Mega. Anh em nhìn bộ chỉ số của Pokemon này đi, tổng chỉ số 600 với Speed 150, SP Attack 175, cái quái gì thế nhỉ? Một Pokemon có tốc độ quá cao, cao hơn cả Zacian và khả năng tấn công phép quá khủng khiếp, cao hơn cả Kyurem lẫn Karirek, biến nó trở thành một trong những Pokemon có khả năng sâu sát thương mạnh nhất trong thế giới Pokemon. Chỉ cần một đòn Staff Move bình thường như Psychic, không nhiều Pokemon chịu nổi đòn này nếu không phải là khắc hệ. Ngoài ra, nó còn có Focus Blast, một thứ vũ khí hữu hiệu để đối phó với các Pokemon hệ bóng tối, những tử thu của nó, hay Darling Gleam để chơi với mấy chân bé đu hệ rồng, và Shadow Ball để solo với chính các Pokemon hệ siêu linh khác. Đúng là khả năng gây sát thương rất mạnh, nhưng vì có bao nhiêu chỉ số đáp hết vào Speed lẫn SP Attack rồi, nên khả năng phòng thủ của Pokemon này thực sự yếu. Chỉ cần quyệt nhẹ cái là bỗng hơi ngay. Lối đánh của Alakazam là tốc chiến tốc thắng, đè bẹp đối thủ ngay từ đầu. Nếu có thể Snowball ngay từ đầu thì tại sao không nhỉ? Một con rồng lộn khác cũng có mặt ở đây, đó là Gyarados. Đây vốn đã là một Pokemon nổi tiếng là vô cùng mạnh rồi, giờ nó còn có thêm Mega nữa. Ở đây có một trick khá hay là bình thường Gyarados có ability là Intimidate. Khi ra sân, nó sẽ luôn kích hoạt được AB này để giảm attack của đối thủ.
Sau đó lên Mega thì cái Abi mới mod Breaker mới được tính nhé. Như kiểu Pokemon này sử dụng được cả hai ability vậy. Với mod Breaker, Mega Gyarados có thể bỏ qua các ability thủ của đối thủ. Một số có thể kể đến như Levitate, Steely, Wonder Guard, Disguise, vân vân và mây mây. Khi lên Mega, Gia có bộ chỉ số vô cùng ấn tượng với HP 95, Attack 155, Def 109, SP Def 130. Có thể thấy Pokemon này vừa trâu, đam thì quá trời to. Đúng là tốc độ chỉ là 81 nhưng nó là rồng lộn mà, nó có thể học được Dragon Den trong trận đấu. Để nó mua được một lần thôi là chắc game đấu có kết quả rồi đấy. Thêm cái là Mega Gyarados có song hệ nước và bóng tối, giờ thì không phải chấp cái hệ bài vô dụng như trước đây nữa. Một đòn cờ đan bình thường với Star Move và cái attack to tổ chẳng ở trên chắc chắn là vô cùng thốn. Chưa kể Pokemon này có hình dạng vô cùng đẹp và bắt mắt, nhất là con Red Gyarados Mega, nhìn nó chất thực sự. Gyarados có thể nói là Pokemon được tôi sử dụng nhiều nhất qua các bản game. Lý do đơn giản thôi, Pokemon này rất mạnh. Một Pokemon khởi đầu hệ lửa khác cũng có Mega, đó là Blaziken. Một Pokemon tôi phải nói là vô cùng khủng khiếp. Nó từng được xếp vào rank Uber, được ngồi chung mâm với các Pokemon huyền thoại đấy. Kinh dị chưa? Nguyên nhân do đâu mà Pokemon này lại được đánh giá cao đến như vậy? Đầu tiên, chúng ta có đặc tính Speed Boost. Đây vốn là Hidden Ability của Ga Lửa, nhưng nó đã trở thành Ability mặc định của Mega Blaziken. Với Speed Boost, tốc độ của Ga Lửa sẽ luôn được tăng một bậc qua từng lượt. Có nghĩa là trận đấu càng kéo dài, Pokemon này càng nhanh. Tốc độ cơ bản của nó đã là 100 rồi, sau 2 lượt thì đảm bảo còn cao hơn cả Regi Eleki. Còn mấy loại tôm tép có speed dưới 100 đối với nó không đáng để nhắc đến. Đây chính là điểm đáng sợ nhất ở Pokemon này. Ngoài ra, khả năng tấn công của nó vô cùng mạnh, với attack lên đến 160. Trong trận đấu, lừa sót đen một tên thôi là xác định game đấu có kết quả. Các chiêu thức mà Gà Lửa có thể học được thì vô cùng mạnh. Ngoài sót đen đã nói ở trên, chúng ta còn có Flare Blitz, Claw Combat, Earthquake, Rayburst. Toàn những con hàng khủng có power trên 100 như này, cứ đánh là one hit one kill. Mega Blaziken là một Pokemon vô cùng mạnh và được đánh giá vô cùng cao. Chẳng nói quá khi nói, Mega Blaziken chính là hình dạng Mega mạnh nhất. Có Blaziken thì tại sao lại không có Swampert nhỉ? Tuy bị đánh giá là Pokemon khởi đầu yếu nhất khi Mega, nhưng Pokemon này có thực sự yếu? Đầu tiên, chúng ta lướt qua bộ chỉ số của Pokemon này nhé. 635 chắc chắn là một trong những Pokemon khởi đầu có tổng chỉ số cao nhất rồi. Các chỉ số phòng thủ rất trâu, chúng ta có HP 100, Def bằng SP Def và bằng 110. Nếu không phải chiêu thức hệ cỏ thì ai dám nói có thể một hit Pokemon này. Thủ đã trâu rồi, khả năng tấn công của nó cũng không phải dạng vừa. Chúng ta có attack 150, mỗi cú đấm của nó chắc chắn là vô cùng uy lực. Tốc độ cơ bản chỉ là 70, nhưng Mega Carbon còn có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, đó là Ability Sweep Wind. Theo đó, trong cơn mưa, tốc độ của nó sẽ được nhân đôi, cải thiện vô cùng nhiều điểm yếu về tốc độ. Vậy trong mưa, chúng ta có gì nào? Một con quái vật vừa trâu, đam thì to, tốc độ thì nhanh, Pokemon chủ lực mạnh mẽ là đấy chứ đâu. Tuy nhiên, Pokemon này chỉ thực sự mạnh khi có mưa. Nó từng xuất hiện rất nhiều cùng với chiến hữu Kyogre, mà lúc đó Kyogre cũng đang có hình dạng tối thượng Primal, tạo ra bộ đôi song sát tim mưa không thể cản phá. Ngoài ra, song hệ của Swampert vẫn là đất và nước, vô cùng ngon. Nó chỉ có điểm yếu với các chiêu thức hệ cỏ thôi, còn lại thì bơi hết vào đây, chấp hết. Thực ra thì Swampert cũng có Ice Spin để chơi vây mây ngon hệ cỏ đấy, nhưng mà bị ăn ngược lại X4 cơ mà, nên thôi, tốt nhất là không nên cương. Một Pokemon tôi vô cùng thích sử dụng đó là Gardevoir. Ngoại hình thì đẹp như một thiếu nữ mới lớn, lại còn mạnh nữa. Khi lên Mega, cả hai điểm này của Gardevoir còn được khuếch đại hơn rất nhiều. Mega Gardevoir có tổng chỉ số lên đến 625 với tốc độ 100 rất cao, ngang với Charizard rồi đấy. Khả năng tấn công thì cực kỳ mạnh, với SP Attack lên đến 165. Kết hợp với Ability PC Blade, gia tăng 20% sát thương của các chiêu thức hệ tiên, một phiên bản đẻ tiên của Fairy Aura, thì một đoàn Moonblast chắc chắn là vô cùng thốn. Không khác hệ thì cứ một bắn là một em ra đi. Tuy yếu trước các đòn vật lý, nhưng ngược lại, khả năng thủ phép của nó rất trâu. Khi SP Def lên đến 135, trong trận đấu, nếu đối thủ là Pokemon chuyên sát thương phép thì đừng ngại gì mà không đứng bắp cam mai để tăng thêm SP Attack lẫn SP Def. Vì mình trâu mà, chúng nó cũng đâu giết được mình đâu. Tăng thêm cả tấn công lẫn phòng thủ thì cứ từ từ mà quét thôi. Ngoài Moonblast ra, các bạn cũng có thể trang bị thêm Darling Gleam để có thể tấn công trên diện rộng nhé.
Điểm yếu của Gardevoir chắc là chỉ có cái khả năng thủ yếu trước các đòn vật lý thôi, còn lại thì không có. Pokemon này thực sự rất mạnh, ngoại hình lại đẹp, chẳng mấy bảng game như XY hay Omega Ruby và Alpha Sapphire mà không chơi thì thực sự rất uổng phí. Một Pokemon á thần vô cùng hùng mạnh, đó là Salamence, đệ đệ của chúa tể bầu trời Rayquaza. Salamence có cái song hệ theo tôi đánh giá là không ngon, nhưng bản chất của Pokemon này lại ngon không tưởng. Tương tự như trường hợp của Gyarados, bình thường nó cũng sẽ có A ability là Intimidate, khi lên Mega AB sẽ chuyển thành Aerialate. Cái này thì tương tự BCLate ở trên, đó là biến các chiêu thức hệ thường thành hệ bay và được gia tăng sát thương. Ngoài ra, các chiêu thức vốn đã là hệ bay cũng sẽ được gia tăng sát thương, mà hệ của Salamence còn là hệ bay nữa nên sẽ nhận được Star Move, nên đảm bảo những chiêu thức hệ bay được nó sử dụng chắc chắn là vô cùng mạnh và uy lực. Một Pokemon rất may khi có thể sử dụng cả hai ability. Nói về khoản chỉ số thì thôi rồi, là Pokemon á thần, chỉ số của nó vốn đã cao, khi lên Mega tổng chỉ số của nó là 700, còn cao hơn cả các Pokemon huyền thoại khu vực, quá kinh dị. Nhìn vào bộ chỉ số của Salamence, chúng ta có gì nào? Tất cả các chỉ số đều cao, một Pokemon kiểu cái gì cũng mạnh, đam to, thủ châu, tốc 120, vô cùng cao, phải nói là hoàn CM nó hảo. Chưa kể, Salamence cũng học được chiêu thức dạng bắp mạnh nhất của chính hệ rồng, đó là Dragon Den. Chỉ cần múa được một lần thì attack lẫn tốc độ của nó là rất rất cao. Khi này, sứ mạnh của Pokemon này là cái ghế vì nó không phải bàn. Là Pokemon á thần, có Mega rồi, lại còn có Dragon Den, nghe nó cứ có mùi hack game kiểu gì ấy nhỉ. Nếu không có cái tên phía sau thì đảm bảo Mega Salamence chính là Pokemon á thần mạnh nhất, là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất. Cũng xuất thân từ thế hệ 3, chúng ta có á thần Metangross. Sứ mạnh của Metangross Mega chúng ta mới được chứng kiến trong anime gần đây rồi. Nó ao trình cả gót chu ở mọi mặt, từ tốc độ, khả năng tấn công, lẫn dự đoán di chuyển luôn, quá là kinh dị. Tương tự như Salamence ở trên, khi lên Mega, tổng chỉ số của Metangross lên đến 700. Một bộ chỉ số tôi phải gọi là kinh hoàng, với attack 150, def 150, SP def 110, speed 110. Một Pokemon có attack vô cùng to, thủ thì quá trâu, tốc độ còn cao hơn cả Charizard, một Pokemon vốn hệ bay và có tốc độ được mô tả là kinh hoàng. Mà cái con Metangross này có cân nặng lên đến 942,9 kg, thế nhưng sao tốc độ của nó vẫn rất cao, vô lý thật, đúng là logic Pokemon. Ngoài ra, với hệ thép trong mình, Metangross đảm bảo vô cùng châu chó, thì có đến 9 hệ bị giảm sát thương khi tấn công nó, riêng hệ độc thì vô hiệu. Và một đống chỉ số phòng thủ ở trên thì Pokemon này đúng kiểu một lô cốt biết bay, đi đến đâu là càn quét đến đó. Ngoài ra, ability của Mega Metangross là Toclaw, tăng sát thương với các chiêu thức vật lý cận chiến. Kiểu này thì một đòn Meteor Smart đảm bảo là vô cùng mạnh, không khác hệ thì cứ một húc là đi nhé. Mega Gallade, một trong hai hình dạng tiến hóa cuối cùng của Raz, cùng với Gardevoir, Gallade cũng là một Pokemon vô cùng mạnh và chuyên về sát thương vật lý. Tương tự như đối tác của mình, khi lên Mega, Gallade có tổng chỉ số lên đến 625. Trong đó, tốc độ của nó rất cao khi speed lên đến 110 và khả năng tấn công vô cùng mạnh với attack 165, là một kiếm sư, nó cũng học được sót đen nữa. Trong trận đấu, để nó mua kiếm được một lần thôi, 165 x 2 bằng 330, với cái tốc độ cực cao kia và cái attack to tổ bố này thì game đấu chắc là có kết quả rồi nhỉ. Ngoài khả năng gây sát thương vô cùng mạnh thì khả năng phòng thủ của nó cũng rất tốt. Chúng ta có def 95, SP def 115, khá là chỗ đó chứ. Ngoài ra, với ability Inner Focus, Gallade sẽ không thể bị choáng. Cái này thì khỏi sợ mấy thằng nhóc chơi bẩn sử dụng phái cao nữa nhé. Là một kiếm sư, bộ chiêu thức của Gallade rất rộng, hầu hết các chiêu thức dạng kiếm nó đều có thể sử dụng được. Anh em cứ thoải mái mà build, tùy thuộc vào đối thủ gặp phải như thế nào. Để kết thúc danh sách ngày hôm nay, chúng ta có Lucario, một Pokemon cũng vô cùng nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Nhìn nó ngầu như thế này cơ mà, lại bảo không thích đi. Theo Pokemon XY, Lucario chính là Pokemon Mega đầu tiên đấy nhé, đừng có đùa với loài cẩu. Khi lên Mega, chỉ số của Lucario tăng lên 625. Anh em nhìn bộ chỉ số của nó nhé, speed 112, vô cùng cao, và hai cái chỉ số tấn công là attack 145, SP attack 140, nên bạn có thể xây dựng Lucario theo hướng AD hay AP đều được. Nếu chơi Lu AD, chúng ta có Sword Den, nếu AP lại có Native Blood,
các bộ có thể build Lucario theo cách mà bộ thích nhé. Đến thời điểm này thì nhiều bạn nghĩ Megalu cũng khá là bình thường, tuổi gì đòi vô top 10 Mega mạnh nhất. Nhưng xin lỗi, điểm làm cho Megalu trở nên khác bọt đó là do nó sở hữu Ability là Adaptability. AB này có tác dụng tăng thêm sát thương với các chiêu thức Star Move. Bình thường thì các chiêu thức Star Move sẽ tăng thêm 1,5 lần. Ví dụ nhé, Pokemon hệ lửa khi sử dụng các chiêu thức hệ lửa sẽ mạnh hơn 1,5 lần so với các Pokemon khác. Nhưng với Adaptability, con số này sẽ tăng lên là x2. Giờ bạn tưởng tượng nhé, chiêu Claw Combat có power là 120, giờ nó sẽ được x2 power lên là 240. Thì với một cú đấm bình thường của Mega Lucario thì nó có thể gây ra cả tấn sát thương. Nếu không phải khắc hệ thì được mấy Pokemon chịu nổi một đấm của nó, lại bảo không mạnh đi. Đây cũng là lý do mà Attack cũng như SP Attack của Lui bị chia đều. Chứ nếu một chỉ số cao vọt lên tầm 150 hay 160 như các Mega khác thì thực sự là ai chơi. Lucario cũng là một trong những Pokemon mà tôi cực kỳ thích chơi trong Pokemon XY. Anh em cứ thử đi, mạnh lắm. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.